Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nini Vlog. Dạ vâng, hôm nay em qua bên cống, phía bên cống của chùa Đam Âm Pơ Sẻ Me để quay tất cả các anh em tập luyện trên dòng sông cống này để chuẩn bị cho ngày thi đấu đua dò lại tại ở Bân Tuân Sa quý vị. Bân Tuân Sa của Trần Đề có tổ chức lễ đua dò lại ngày 27 sẽ chính thức đua nha. Ngày 26 sẽ bắt đầu bốc thăm, tức là ngày mai và ngày mốt. Vâng, bây giờ em sẽ bắt đầu quay. Có hai chiếc ghe ngò, có hai chiếc dò lại có mặt tại sông cống này nha quý vị ơi. Cùng đồng hành với Nini nha quý vị. Welcome to Mystery Remix. Các anh em lại tập trung để chuẩn bị tập luyện trên dòng sông cống nha, để ngày mốt là đi thi đấu tại chùa Bân Tuân Sa. Trần Đề, bên Trần Đề đang tổ chức kỳ thi đua dò lãi, ngày 27 sẽ bắt đầu thi đấu nha tất cả các anh chị. Giờ còn trước mặt chiếc dò lãi trước mặt của chúng ta đó là chiếc dò lãi trước chùa Sẻ Me nha quý vị. Dạ nha quý vị. Xuất phát. Và đây là tốc độ của chiếc dò lại chiếc chùa Sẻ Me quý vị ơi. Tập luyện để chuẩn bị tới ngày thi đấu tại chùa Bân Tuân Sa. Đấy, tốc độ cũng rất khá là nhanh nha. Ngày mai sẽ bắt đầu bốc thăm và ngày mốt sẽ thi đấu tại dòng sông trước chùa Bân Tuân Sa luôn nha quý vị ơi. Trước mặt của chúng ta đó là chiếc ghe dò lại trước chùa, đang nghỉ ngơi để một tí xíu nữa tập luyện trên cống Sẻ Me để chuẩn bị cho ngày 27 tháng 5 lấy đi thi đấu tại chùa Bân Tuân Sa, dòng sông trước chùa Bân Tuân Sa luôn nha quý vị ơi. Ngày mai sẽ bắt đầu bốc thăm rồi. Bây giờ các anh em đang nghỉ ngơi, tạm nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi một tí xíu nữa sẽ bắt đầu tập luyện nữa. Bây giờ đang sắp xếp người xuống để tập luyện nha. Tiếp tục tập luyện trên cống Sẻ Me nha quý vị ơi. Giờ đang sắp xếp người cân bằng người cho xuống chiếc trở lại trước chùa Sẻ Me để tiếp tục tập luyện trên cống Sẻ Me để chuẩn bị cho ngày thi đấu, tới ngày thi đấu nha quý vị ơi. Ngày mai sẽ bắt đầu bốc thăm rồi, ngày mốt ngày 27 sẽ bắt đầu di chuyển lên chùa Bân Tuân Sa Trần Đề thi đấu với các chiếc trở lại khác nha. Vâng, bây giờ các anh em đang di chuyển chiếc ghe của mình ra giữa cống rồi để chuẩn bị tiếp tục tập luyện trên cống Sẻ Me nha quý vị ơi, cùng chiêm ngưỡng tốc độ chiếc dò lại trước chùa Sẻ Me nha quý vị ơi. Và đây là những các anh cắt tay bơi rất là lực lượng luôn nha, lực lượng. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị ở phía dưới, chuẩn bị xuất phát. Và đây trước mặt của chúng ta đó là chiếc dò lại trước chùa Sẻ Me nha quý vị ơi. Trước mặt của chúng ta đó là chiếc dò lại trước chùa Sẻ Me nha.
tập luyện trên cống Xẻo Me để tới ngày 27 sẽ bắt đầu di chuyển lên chùa Vân Tuân Sa để thi đấu nha quý vị ơi. Ngày mai sẽ bốc thăm tại chùa Vân Tuân Sa trận đề. Và các anh em trước chùa với một chiếc ghe trước chùa tập luyện trên cống Xẻo Me để chuẩn bị cho ngày thi đấu luôn nha quý vị. Hai chiếc ghe của chúng ta đã quay trở lại nha mọi người ơi. Thêm một chiếc ghe nữa là hai chiếc nha quý vị. Hai chiếc tại cống Xẻo Me tập luyện chuẩn bị cho ngày thi đấu luôn nha quý vị ơi. Đấy, hai chiếc đang tiến về phía bên đây. Một chiếc đó là một chiếc của trước chùa. Một chiếc nữa chắc gần bên cống rồi. Bên chủ nhà Xẻo Me. Đấy, trước mặt của chúng ta đó là hai chiếc giò lãi đang tập luyện trên cống, trên sông cống của chùa Đa Mông Phơ Xẻo Me, tập luyện cho ngày đến ngày thi đấu nha. Luyện để chuẩn bị cho ngày thi đấu đó là ngày 27 tháng 5 tại sông trước chùa Bân Tuần Sa của Trần Đề nha quý vị ơi, khá là hấp dẫn ở đây. Ở đây là trước chùa Xẻo Me. Theo phía sau đó là bên chủ nhà luôn. Hai chiếc chân ngò đang tập luyện trên cống của chùa Xẻo Me để chuẩn bị cho ngày đến ngày thi đấu quý vị ơi. Khá là hấp dẫn luôn. Đây nha. Giờ sau khi đi về giờ các anh em chắc tấp vô bờ để nghỉ ngơi rồi. Một tí xíu nữa sẽ tiếp tục tập luyện trên cống Xẻo Me. Và chiếc kia đó chắc là chiếc của trường nhà Xẻo Me. Salaten hay gì á. Còn bây giờ chắc là thay người để tập luyện rồi cho các anh em để anh em uống nước rồi nghỉ ngơi một chút xíu xong rồi tiếp tục tập luyện trên cống Xẻo Me để chuẩn bị cho ngày thi đấu nha quý vị. Bên đây cũng nghỉ ngơi rồi, cũng tạm nghỉ ngơi rồi, cơ bắp cuồn cuộn luôn. Bên trước chùa thì là bên trước chùa Xẻo Me thì bắt đầu sắp xếp người nữa nha, thay đổi người để xuống tập luyện. Còn bên đây là sở tại A nha, chứ không phải Salaten, em xin lỗi, đó là sở tại A bên phía chủ nhà cống Xẻo Me nha luôn nha, cũng đang tập luyện để chuẩn bị cho ngày tới ngày thi đấu. Sở tại A và Xẻo Me, trước chùa Xẻo Me, hai chiếc. Nhớ em nghe nói là tới ba chiếc hay gì á, đúng không? Ba chiếc hay gì á, ba chiếc hay là hai chiếc em cũng không rõ nữa. Giờ trước mặt của chúng ta là hai chiếc để tập luyện này, tập luyện trên cống Xẻo Me để chuẩn bị cho ngày tới ngày thi đấu nha. Đó là ngày 27 tháng 5, địa điểm là Bân Tuân Sa, dòng sông trước chùa Bân Tuân Sa luôn nha, trần đề Bân Tuân Sa trần đề nha quý vị ơi. Một chút xíu nữa sẽ bắt đầu tiếp tục tập luyện xuất phát hai chiếc ghe đua với nhau luôn nha quý vị ơi. Giờ đang sắp xếp người, cân bằng người nha, khá là nhộn nhịp luôn quý vị ơi. Còn mấy đứa kia thì bơi tại cống này luôn.
tâm lòng lắm đó. Vâng, bây giờ bắt đầu tiếp tục rồi nha, bây giờ tiếp tục tập luyện hai chiếc keng, hai chiếc giò lại. Xuất phát. Hai chiếc giò lại nha quý vị ơi. Tại sông Cống Sẻng Me đang thử sức với nhau để chuẩn bị cho ngày thi đấu, đó là ngày 27 tại Bân Tân Sa, chùa Bân Tân Sa. Quá là sung luôn, gần té luôn á quý vị ơi. Wow. Đó là hai chiếc ghe, hai chiếc giò lãi trước chùa và sở tại A. Và một chiếc nữa đó là chiếc Cát Tân nha. Cát Tân. Cát Tân không có tập luyện ở đây, tập luyện bên bên kia rồi, không có lại đây để tập luyện. Đây chỉ còn là hai chiếc thôi. Đó là chiếc chùa và sở tại A đang tập luyện với nhau để cho để chuẩn bị cho ngày thi đấu. Ngày mai sẽ bắt đầu đi bốc thăm rồi. Vậy là Chỉnh Châu sẽ có hai chiếc tham dự nha, tham dự thi đua giò lãi tại dòng sông trước chùa Bân Tân Sa ngày 27 nha quý vị ơi. Khá là hấp dẫn rồi đây. Sau khi đợi cũng khá là lâu, cuối cùng cũng hai chiếc keng ngo đã bơi trở về rồi nha quý vị ơi. Bơi trở về rồi. Sông Cống này chắc khoảng tầm 500 m. Còn qua bên sông trước chùa Bân Tân Sa đó là thi đấu tới là tới 600 m lận nha quý vị. Khá là xa nha. Hy vọng ba chiếc ghe giò lãi của thị xã Vĩnh Châu qua bên Bân Tân Sa thi đấu sẽ có được thành tích cao nha, được thành tích cao, hy vọng là như vậy. Bây giờ trước mặt của chúng ta đó là hai chiếc, đó là chiếc trước chùa Sẻng Me và sở tại A nha, đang tập luyện với nhau tại cống chùa Sẻng Me, tập luyện cho ngày thi đấu. Ngày mai sẽ bốc thăm, ngày 27 sẽ bắt đầu thi đấu chính thức nha quý vị ơi. Bây giờ hai chiếc keng ngo đang thi đấu với nhau nha, cố gắng lên hai chiếc ơi. Mùi chiếc sở tại A đang từ từ vượt lên rồi quý vị ơi. Bắn đi lần tao cũng khá là hấp dẫn rồi nha quý vị ơi, bắt đầu hấp dẫn rồi. Đó là hai chiếc, còn một chiếc nữa đó là chiếc Cát Tân nha, không có tập luyện trên, không có tập luyện ở đây, tại vì người ta có sống bên người ta tập luyện bên người ta rồi, xong rồi tới ngày sẽ người ta cũng sẽ bắt đầu di chuyển lên bên chùa Bân Tân Sa để thi đấu Bân Tân Sa trận đề thi đấu chính thức ngày 27 tháng 5 năm 2024 nha quý vị ơi. Khá là hấp dẫn rồi đây. Tiếp tục nha quý vị ơi, chuẩn bị xuất phát. Xuất phát quý vị ơi. Mấy đứa nhóc ở trên bờ cũng chạy theo luôn nha. Mấy đứa ở đây thì che cỏ rồi, quý vị ơi. Bắt đầu rồi mọi người ơi. Cố gắng lên. Ghe ngò của chùa Đa Mầm Pư, một bên kia là sở tị A, bên đây là trước chùa Sẻng Me nha quý vị ơi. Đang tập điện trên cống Sẻng Me luôn. Tiếp tục chuẩn bị rồi nha quý vị ơi. Xuất phát.
các anh em rất tích cực tập luyện để cho ngày thi đấu nha quý vị. Quá là sung sức luôn. Và đó là chiếc ghe ngò trước chùa sẽ đang tập luyện chuẩn bị cho ngày thi đấu. Tới ngày thi đấu rồi, ngày mai sẽ đi bốc thăm, ngày mốt sẽ bắt đầu thi đấu chính thức tại chùa Bân Tuần Sa, chân đề của chân đề nha quý vị. Vâng, video của em đến đây cũng xin khép tại đây luôn nha quý vị ơi. Cũng khá là chiều tối rồi, em cũng rất mong tất cả các chú anh chị xem video của em, cho em xin một cái đăng ký kênh mới và một cái like và chia sẻ nha tất cả các chú anh chị ơi. Em cảm ơn tất cả các chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ chúc em cũng chúc tất cả các chú anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bây giờ thì bye bye mọi người, bye bye tất cả các chú anh chị nha, bye bye.